Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay 105, nâng cấp cái dàn chân của Saraya Titan đẹp hồn. Và đây là một cái siêu phẩm Honda Quay 105 đến từ Thái, được mình sưu tập và gửi đến các bạn. Chiếc xe được trang bị một cái dàn chân Titan phải nói là cực kỳ nổi bật. Mức giá thành đi cùng với những chi tiết đồ chơi Rainbow làm tăng thêm hiệu năng vận hành cho cái chiếc xe cưng. Trang bị cụm nắng đồ chơi ở dùng cái công nghệ bình dầu rời làm cái ổ chứa dầu phụ. Cái phần nắp phía trên được làm bằng chất liệu titan hò nóng rất là bọc. Cái cụm tăng tốc CC để cút ngắn hành trình cho chiếc xe để bay nhanh hơn. Giải cốc này ta thấy thêm cái trợ lực cổ Holin hàng hiệu. Việc trang bị món đồ chơi này tăng giá trị chiếc xe cũng như hỗ trợ phần tay lái một phần nào khi chạm vào độ cao. Chiếc xe cho chúng ta thấy phong cách bắt cái cụm công tắc Honeywish hoàn toàn mới. Thay vì cắt bỏ hết cái phần nhựa dàn áo, người chủ chỉ cắt một cái góc nhỏ để lắp vừa cái cụm và giữ được cái chút cái kèn ở bên dưới, phải nói là vừa khích và cực kỳ đẹp mắt. Còn đây là những góc ảnh về cái chi tiết titan được khò nóng, chiếc xe đang sủ, bao gồm cái cần số, cần đạp thắng, cổ bồ, chân chấm và bốn ốc cái đầu bò. Tất cả những chi tiết này đều mang giá trị liên thành. Ước tính hoàn thành gót combo này, người chơi phải bỏ ra là hơn 8 triệu đồng. Phần ống xả cũng được gia công hoàn toàn bằng liệu titan của cái mẫu Saraya, sau đó đi cuộn lại tạo thành một cái bộ cực kỳ công phu và tiêu tốn rất nhiều thời gian thực hiện. Cái dòng sản phẩm này cũng đã xuất hiện vài khẩu ở Việt Nam với mức giá thành cao nhất là 12 triệu đồng một cây. Dàn chân bóng manh với cái nền nhôm siêu cứng cáp, cái màu xanh ngọc bích. Hệ thống phanh nâng cấp rất mạnh, đĩa đồ chơi kích thước là 220, kết hợp cùng heo Rainbow Bedis 4 bit đỡ xứng mang giá trị khoảng là 10 triệu đồng, được tạo màu là ốc kỳ năm điện phanh lên 5 tiếng. Cây dầu đồ chơi của Thái Lan được bấm ngắt đầu cũng khá nổi bật. Và cốc này là cái giảm tốc Holin bình dầu rời cho đường nhúng đi mãi hơn, cũng như tăng cường độ sang trọng cho xe. Với cái món đồ chơi đắt tiền này, một cái dòng sản phẩm thiết kế lại cái dàn chân không phải là nguyên bản của cái chiếc Quay 105 lậu. Đi cùng đó là dàn áo được cắt khoét rất nhiều. Quay nâng cấp lên ngồi với phong cách nhẹ nhàng đầy ấn tượng. Cái chiếc Quay 110 đầu tiên này được trang bị một màu sắc tươi tắn, đi đâu cùng đó là vài món đồ chơi kiện được trang bị giúp máy trở nên tinh tế hơn. Là một cái dòng xe số phổ thông của nhãn sức Honda với kiểu dáng thon gọn đầy cá tính, thì cái dòng xe này đã khiến người tiêu dùng tin tưởng và cưỡi lên em nó. Đây là lý do tại sao mà chiếc Quay 100 được ưa chuộng ở Việt Nam tới tận hôm nay, với kiểu dáng tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ, những tay đam mê thích phá cách sáng tạo với những bản đồ ấn tượng. Cái chiếc Quay dưới đây là một dẫn chứng cụ thể. Quét cho mình một bộ cánh nhẹ nhàng với cái sắc đỏ nở bọc, phần y được gọt bóng lại, bóc chén góc cạnh hài hòa với xe. Phần đầu đét yêu với cặp kính V3, đét giờ sáng 24 cũng được trang bị để xé tan màn đêm. Cái chiếc Quay này được trang bị cho mình cái đồng hồ của Exeter 2010 với cái nền LCD tích hợp rất nhiều chức năng tiện ích. Cái cụm công tắc Honeywish tích hợp những công tắc tiện ích. Xe được trang bị cho được sườn thương hiệu của Abido giúp giữ vững tay lái ở nguồn độ cao. Và đây là cận cảnh cái cuộc sau với cái tem Holin. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Tiếp nhớ like, subscribe.